chào cả nhà ha, lại là Hà Luyến đây. Hôm nay Kim Luyến sẽ báo giá cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng CS155 phân khối nha, bao gồm là phiên bản màu zin, chủ yếu là màu zin nha, về phiên bản 2023, 2024, 2022 cho cả nhà cùng tham khảo luôn ha. Nên mua phiên bản nào, nên mua màu sắc nào và mức giá là ra sao? Sắp tới dịp lễ Giáng sinh này, lễ Tết âm lịch, dương lịch rồi thì Luyến đang có hỗ trợ chương trình tri ân giảm ngay 5 triệu đồng một em nha, bao gồm là 2 triệu đồng xe đi lại và một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Khi mua xe có đặt lịch liên hệ trước cho em Luyến có số hotline 0346552628 nha. Thì review về màu sắc trước cho cả nhà này, hôm nay cũng về khá là nhiều màu luôn. Như bên đây qua nha, lấy các em xe màu xám. Đây, màu xám đen, bơm xanh cà nha, tem special edition này, phiên bản giới hạn nha. Nhìn rất là lạ, rất là đẹp mắt luôn. Bên cạnh đó là một em xe màu xanh quân đội. Mẫu này là phiên bản 2022 nhưng mà cũng được nhiều anh chị em quan tâm lắm này. Tại vì thực chất thì nhiều cửa hàng đang hết hàng về mẫu này, rất là hiếm hàng luôn. Nhưng mà Liên vẫn còn sẵn hàng cho mọi người ha. Đây, em xe màu xanh bạc đen này, phiên bản giới hạn luôn này. Đó. Với kết hợp là màu xanh, màu bạc, tem và tem màu đỏ cho mọi người ha. Rồi đây các em xe màu đen nhám bông vàng đồng này. Đó là đây có sẵn là 4 màu sắc của phiên bản giới hạn nha. Mức giá thì hiện tại đang hỗ trợ cho chị em là chỉ có 44 triệu 900 với phiên bản giới hạn. Còn đối với phiên bản tiêu chuẩn thì 41 triệu 900. Tiêu chuẩn có màu đen bóng này, màu cam, màu đỏ bóng. Đó là tiêu chuẩn ha và cũng cao cấp. Cao cấp thì có mức giá là 43 triệu 900. Trả trước chỉ cần duy nhất là 4 triệu đồng là sở hữu xe rồi ha. Bên Luyến có hỗ trợ là sơn độ màu theo của khách hàng. Anh chị em mà ngoài những màu ra mà muốn sơn độ màu khác có thể liên hệ qua Zalo cho Luyến nha. Ngoài ra anh chị em mà không mua xe nhưng mà có người thân hoặc bạn bè tới mua xe, giới thiệu đến cửa hàng để Luyến hỗ trợ giảm ngay, tặng ngay từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi tiền hoa hồng cho người giới thiệu và giảm ngay 2 triệu đồng cho người mua xe nữa nha. Rất nhiều màu sắc cũng như phiên bản cho cả nhà cùng lựa chọn luôn. Đây. Chị em màu cam này có cả phiên bản chìa khóa và sóng cây ha. Ví dụ anh chị em mà không thích cam nhám, thích sơn lên cam bóng thì bên Luyến vẫn có hỗ trợ là sơn độ theo cầu luôn nha. Anh chị em cứ miễn thích màu nào rồi thì cứ nhắn tin qua Zalo để Luyến hỗ trợ cũng như là phần tặng quà này, ưu đãi cho mọi người trong tháng 12 này nha. Và thời điểm hiện tại là một thời điểm vàng để mua xe đó. Nên anh chị em mà thích về mẫu xe nào cũng như là đang lựa chọn về xe nào thì có thể nhắn tin qua Zalo cho Luyến đặt lịch trước để Luyến hỗ trợ giảm giá xe lại trong các dịp lễ dịp Tết này nha. Cảm ơn mọi người.